Đại dịch Covid-19 đã tước đi cơ hội tham gia thị trường của gần 1,6 triệu người lao động ở Việt Nam trong năm qua. Tuy nhiên, bước sang năm 2021, thị trường lao động việc làm tại Việt Nam vẫn có những điểm sáng tích cực, nhất là lao động trong khối doanh nghiệp FDI. Kính chào quý vị khán giả! Chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, thị trường lao động Việt Nam trong năm 2020 đã có những xáo trộn lớn. Song, tín hiệu lạc quan là các dự báo phân tích đều cho thấy những chuyển biến tích cực từ thị trường này ngay từ đầu năm 2021. Hãy cùng Sài Gòn Times News phân tích vấn đề này trong số phát hành hôm nay, ngày 26 tháng 2. Báo cáo tổng quan đầu tiên của Navigos Group về cơ hội và thách thức việc làm, mức thu nhập của người lao động tại Việt Nam trong năm 2021 đã đưa ra những con số lạc quan. Mặc dù có đến 26% người được khảo sát cho biết họ bị cắt giảm lương trong năm qua, nhưng vẫn có 51% nhóm nhân sự cao cấp được khảo sát kỳ vọng kinh tế tăng trưởng trong năm 2021 kéo theo lương và việc làm cải thiện. Với nhóm sinh viên mới ra trường, 58% người được khảo sát kỳ vọng lạc quan vào nền kinh tế trong năm 2021. Nhóm này cho rằng họ sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn năm nay. Đầu tiên chúng ta cũng thấy rằng ngành công nghiệp và sản xuất vẫn liên tục dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng ở thị trường Việt Nam trong suốt những năm gần đây, và điều này vẫn không hề thay đổi trong gần 2 tháng đầu năm 2021. Nhu cầu tuyển dụng của ngành công nghiệp và sản xuất trong tháng 1 năm 2021 nó đã tăng đến 38% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một cái tín hiệu tích cực cho thị trường lao động Việt Nam. Ngoài ra có những ngành mà năm trước, năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của Covid nhưng mà chúng ta vẫn có những sự tăng trưởng rất tích cực, bởi vì Covid lại mang đến những cơ hội phát triển cho những ngành này. Chúng tôi đã có những thông tin rất tích cực từ phía các khách hàng trong mảng công nghệ thông tin, và có những doanh nghiệp đang có kế hoạch tuyển dụng đến tới hơn 1.000 kỹ sư công nghệ thông tin cho các hoạt động ở tại Việt Nam. Và đây chính là tín hiệu đáng mừng cho các bạn trẻ ở tại Việt Nam. Thực tế chứng minh, thị trường lao động dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vẫn sôi động ngay từ đầu năm mới với hàng loạt đợt tuyển dụng lớn, nhất là từ khối doanh nghiệp FDI. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chính sách thu hút đầu tư, doanh nghiệp FDI vẫn tích cực rót vốn vào Việt Nam. Ngay đầu năm 2021, Foxconn, nhà cung cấp linh kiện cho hãng Apple, đã đăng tuyển hàng ngàn công nhân, người lao động ở khu vực miền Bắc. Phía Nam, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp cũng rầm rộ tuyển người lao động, từ hàng trăm đến hàng ngàn người ở tất cả các vị trí, từ kỹ sư, lao động văn phòng cho đến phổ thông. Theo thống kê nhanh, trong quý đầu năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần khoảng 30.000 lao động. Những con số này cho thấy thị trường lao động Việt Nam vẫn đang tích cực bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các nước trên thế giới họ cũng đánh giá Việt Nam chúng ta, trong đó thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có một cái thuận lợi của năm 2021 ở mức tăng trưởng GDP có thể đạt từ 4,5 cho đến 5%, và chúng ta có thể có những, nếu có những biện pháp tích cực thì chúng ta có thể trở thành một cường quốc về kinh tế xã hội và nhân lực vào năm 2040 và 2045. Như vậy thì các tín hiệu này nhiều lao động trẻ đã tiếp nhận và các em rất khát khao để mong muốn có một sự nghiệp, tôi cho là sự nghiệp chứ không phải còn là việc làm nữa, để phát triển lâu dài. Một trong những điểm sáng đáng kể của thị trường lao động 2021 là việc có thêm những việc làm mới ở các lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật cao, fintech, thương mại điện tử, vì đây là những lĩnh vực sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2021. Bên cạnh đó, chuyển dịch cơ cấu lao động từ phổ thông sang kỹ thuật cao cũng mạnh mẽ hơn nhờ sức hút lao động chất lượng từ các doanh nghiệp FDI. Năng suất lao động cũng được đẩy lên cao hơn một tầm bởi các doanh nghiệp FDI có năng suất lao động cao hơn 3 đến 5 lần các đơn vị khác. Thì chúng tôi thấy rằng là tất cả các doanh nghiệp khi mà chuẩn bị một cái kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 thì hầu hết các doanh nghiệp đều chuẩn bị sẵn những cái kịch bản để mà có thể ứng phó kịp thời nếu trong trường hợp lại có một đợt dịch nữa phát sinh. Và hầu hết các doanh nghiệp đều có tối thiểu là 2 cho đến 4 kịch bản khác nhau. Và tương ứng với những kịch bản đó thì những cái kế hoạch để xây dựng nguồn nhân lực cũng như là phát triển nguồn nhân lực cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó, cuối năm 2020, báo cáo tương lai việc làm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng cho thấy trong khoảng 5 năm tới, thế giới sẽ mất đi 85 triệu việc làm nhưng cũng sinh ra thêm 97 triệu việc làm mới. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường lao động việc làm vẫn sẽ có những điểm sáng. Vấn đề còn lại là ở doanh nghiệp và người lao động phải chuyển đổi để thích nghi với xu hướng lao động mới, đòi hỏi kỹ năng và trình độ cao hơn.
Phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay, Sài Gòn Times News sẽ tổng hợp những thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần qua. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu giá quỹ đất hai bên đường lấy tiền làm hạ tầng. Theo đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả mới được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, thành phố sẽ bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân bị thu hồi đất. Phần diện tích đất dôi dư sẽ được quy hoạch lại và bán đấu giá để lấy kinh phí đầu tư cho chính dự án hạ tầng đó. Khi làm dự án, các phương án thu hồi thêm đất và tái định cư sẽ được đưa ra lấy ý kiến của người dân bị ảnh hưởng. Trường hợp có khoảng 2/3 số người dân bị ảnh hưởng đồng ý với phương án bồi thường thì phương án sẽ được phê duyệt. Đối với số ít người dân không đồng ý thì phải lựa chọn phương án nhà nước đưa ra hoặc bị nhà nước thu hồi đất. Phương án thu hồi thêm đất hai bên đường để bán đấu giá nhằm lấy tiền làm hạ tầng đã được nhiều chuyên gia đề xuất, bởi vì hiện nay khi nhà nước mở đường mới hoặc mở rộng thêm đường cũ thì giá đất hai bên đường tăng lên rất nhiều lần so với trước. Hiện thành phố Hồ Chí Minh mới công bố đề án, chưa công bố chi tiết cụ thể các khu vực sẽ được đấu giá. Tập đoàn lớn thế giới tiếp tục gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Ngay trong thời gian đầu năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đón nhận thêm cam kết đầu tư và bổ sung nguồn vốn lớn của các tập đoàn công nghệ thế giới. Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam mới đây đã đón giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thêm 750 triệu đô la Mỹ, nâng tổng vốn đầu tư của cả dự án của nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc này tại Hải Phòng lên 3,25 tỷ đô la. Trước đó, tập đoàn Intel Mỹ đã đón giấy chứng nhận điều chỉnh khoản đầu tư bổ sung trị giá 475 triệu đô la cho dự án sản xuất thử nghiệm và lắp ráp chip hiện đại tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, SSTP, nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn công nghệ này tại Việt Nam lên tới 1,5 tỷ đô la. Trong khi đó, Foxconn, nhà sản xuất điện tử hàng đầu Đài Loan và là một trong những nhà cung ứng sản xuất linh kiện chính cho tập đoàn công nghệ Apple, gần đây cũng đón nhận giấy chứng nhận đầu tư dự án sản xuất máy tính bảng và máy tính xách tay tại tỉnh Bắc Giang với tổng số vốn đầu tư đăng ký 270 triệu đô la Mỹ. Xu hướng chuyển dịch đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các đại bàng công nghệ đầu tư vào Việt Nam ngày càng rõ hơn. Theo giới phân tích, việc kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Các tập đoàn đa quốc gia đang xem xét dịch chuyển đầu tư. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam đón đầu làn sóng đầu tư này. Du lịch quốc tế hủy tour đến hết quý 2 năm 2021. Đầu năm 2021, nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết tour cho khách nước ngoài đến Việt Nam tiếp tục hủy đến quý 2 năm 2021 và có thể đến cuối năm nay, mảng này vẫn chưa thể thực sự khởi động. Bà Bùi Viết Thủy Tiên, giám đốc điều hành công ty Asian Trails cho biết tất cả các tour đã hủy đến hết quý 2 năm nay. Tour cho quý 3 và quý 4 đang trong tình trạng treo. Còn đại diện công ty Image Travel cũng cho biết khách Pháp đến Việt Nam đã hủy lịch bay giữa hai nước Việt Nam-Pháp đến hết tháng 6 tới. Lịch bay từ tháng 7 đến cuối năm 2021 cũng rất hạn chế, cho nên tour sẽ tiếp tục hủy. Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá chỉ số lòng tin cho du lịch tháng 1 đến tháng 4 năm 2021 cũng chưa có dấu hiệu cải thiện. Có 30% chuyên gia đánh giá ở mức xấu và 55% đánh giá ở mức xấu hơn nhiều. Trước tình hình thực tại, doanh nghiệp du lịch chỉ dám hy vọng mong manh vào mùa du lịch vào cuối năm 2021. Thị trường điện thoại, laptop tiêu thụ mạnh dịp đầu năm. Do nhu cầu giải trí và làm việc tại nhà trong và sau Tết tăng cao, nên lượng người mua sắm điện thoại mới và laptop mới tăng cao. Ghi nhận tại một số cửa hàng, siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi mở cửa lại sau Tết, lượng người mua laptop tăng lên. Đại diện ngành hàng viễn thông di động hệ thống FPT Shop cho biết, do dịch bệnh, học sinh sinh viên chuyển học online và người lao động làm việc trực tuyến tăng lên, nên nhu cầu sử dụng laptop để làm việc, học tập tại nhà nhanh chóng tăng cao. Còn về mặt hàng điện thoại di động, ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO Di động Việt cho hay, vào thời điểm sau Tết, thị trường công nghệ tiếp tục ghi nhận sức hút lớn của các dòng iPhone. Lượng khách mua iPhone trong những ngày đầu năm khá lớn, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn vị kinh doanh phân phối điện thoại laptop cho biết, do ảnh hưởng của dịch, thị trường khởi động năm nay không bằng năm ngoái, nhưng vẫn có sự tăng trưởng. Thị trường điện thoại di động và laptop Việt Nam, theo đánh giá của Euromonitor, doanh thu trên toàn thị trường tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn 2020-2024 là 19% một năm.